Thưa quan xin chào tất cả mọi người. Sẵn câu chuyện vài ngày nay nó nóng rang lên về cái câu chuyện mà tỉnh Cà Mau đó, một địa phương ở tỉnh Cà Mau đã có xử lý cái 15 con chó, đúng không ạ? Bằng cách tiêu hủy. Thì chúng ta cũng biết do hai người chủ đó nuôi 15 con chó đó là hai cái ca F0. Hai cái ca F0. Đúng ạ, khi sàng lọc, khám sàng lọc là cái F0. Thì và họ đã tuân thủ đúng những cái quy định và những cái nghị định trong cái phòng chống dịch, và họ đi đến quyết định là tiêu hủy cái này 15 con chó đó. Xin chào bác Hải. Và để bổ sung cho cái họ làm đúng về cái quy định đó thì thưa quan xin chia sẻ với mọi người về cái quy định nghị định này nó như thế nào để chúng ta nắm thêm ha, cho nó rõ là xem là họ hoàn toàn làm không có sai về pháp luật, đúng không? Theo khoản 14 điều 2 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm quy định, vùng có dịch là khu vực được cơ quan có thẩm quyền xác định có dịch dựa trên thông báo từ Bộ Y tế và các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai được xác định là vùng có dịch. Căn cứ theo quy định tại Nghị định 117 trên 2020 trên NDCB về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, tại điểm B khoản 4 điều 12 có quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. B. Đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch. Như vậy, việc đưa động vật từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An về Cà Mau là vi phạm quy định phòng chống dịch, vi phạm Nghị định 117 trên 2020 trên NDCB và cơ quan chức năng có quyền xử lý theo quy định. Hỏi, vậy việc cơ quan y tế tiêu hủy chó mèo có đúng luật không? Luật và các văn bản pháp luật có quy định không? Trả lời, có. Cũng tại Nghị định 117 trên 2020 trên NDCB về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, tại điểm C khoản 6 điều 12 có quy định về các biện pháp khắc phục hậu quả như sau. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. C. Buộc tiêu hủy. Mọi người nghe rõ nha, buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 và điểm B, C khoản 4 và điểm D khoản 5 điều này. Hành vi của cặp vợ chồng mang chó về từ vùng dịch đã vi phạm vào điểm B khoản 4 điều 12 của Nghị định 117 trên 2020 trên NDCB. Do vậy, áp dụng điểm C khoản 6 điều 12, cơ quan chức năng có quyền tiêu hủy số động vật trên. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Đó, đó là thưa quan xin bổ sung cho mọi người về điều đó. Và như mọi người cũng biết đúng không ạ, khi câu chuyện đó xảy ra thì theo thưa quan á, cái điều đáng buồn là những cái tờ báo chính thống, cụ thể như báo Thanh Niên, thưa quan nhớ không làm báo Thanh Niên, họ đưa ba bài liên tiếp về cái điều này. Trong khi họ là những người phóng viên, họ không đi dẫn chứng, họ không đi tìm hiểu về luật, đúng không, để họ công bố cho người dân hiểu nắm rõ, thì rằng này họ đưa những bài đó mang cái hàm ý gọi là công kích về cái chính quyền ở Cà Mau về cái câu chuyện xử lý cái đàn chó 15 con chó đó. Thì y như rằng nha, y như rằng các gọi là cái trang báo mạng mà chúng ta gọi là những cái trang rác bẩn đồng loạt dựa theo đó đưa những cái tin nhằm hòng là gây áp lực cho chính quyền Cà Mau nha, với cho chính quyền Cà Mau. Và đặc biệt tới chiều hôm nay thì tôi quan thấy một cái trang báo
Rồi thì trang đó trang theo thời qua cũng là trang rác thôi, nhưng họ dịch cái tốt với nội dung theo cá nhân thơ quan nha, theo cá nhân thơ quan về cái góc nhìn gọi là cái có quan tâm về cái tình hình chính trị đất nước ấy, là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì sao? Tức là dư luận trước đó đã gây ra từ những cái báo chính thống thế này thế nọ, rất nhiều tờ báo đã góp phần vào cái câu chuyện đó. Thì cái anh báo rác này anh mới dựng một cái tốt rất là ghê gớm. Đúng là lên báo một cái là cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đây. Thì xin hỏi mọi người nghĩ thế nào về cái vấn đề này, cái tốt này? Nha. Đó, đúng là lên báo một cái là cả hệ thống chính trị vào cuộc. Và đây và vào cuộc với nội dung gì? Thì ở đây tự vừa thơ quan chụp ảnh màn hình thì mọi người cũng thấy rồi đúng không đây? Đó là hình cảnh ôm con chó Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đúng không, là tức là chúng ta hiểu nôm na là họ đưa nội dung về cái điều này. Thì tại sao thơ quan bức xúc điều này, mọi người nghĩ đi. Thứ nhất là cái chuyện tỉnh Cà Mau họ xử lý hoàn toàn đúng luật, không sai luật đúng không ạ? Thì ở đây qua những cái gọi là còi bút công, họ múa mép khua môi như thế nào đó thì họ lái dư luận ra là vấn đề là chính quyền sai. À, khi đã tiêu hủy những cái con chó đó rồi thông qua bla bla gì đó, và dẫn đến xin lỗi dân gì đó, gây áp lực dư luận. Rồi chưa kể nữa mọi người, cũng lại là liên quan tới nghệ sĩ, cụ thể diễn viên Dương Hồng Ánh. Dương Hồng Ánh đăng một cái status, thưa quan có thông báo đó mọi người đúng không, có đăng trên trang nhưng mà thưa quan lại bổ sung trong cái like luôn cho nó tròn cái bằng chứng. Đăng một cái status rất là khó nghe, đây thưa quan sẽ mở mời mọi người cùng xem về cái status đó. Diễn viên Dương Hồng Ánh nha mọi người, đây diễn viên Dương Hồng Ánh gửi đơn đến tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu vì bức xúc chuyện 15 chú chó ra đi oan ức. Và đây nè, đây là thực tế là cái tài tốt của cô ta đây. Cái này tối hôm qua thơ quan có đưa rồi nhưng mà hôm nay thơ quan đưa lại nữa cho nó tròn như thơ quan đã nói đó. Mình muốn biết ai là người ký quyết định dã man này và dựa vào cơ sở y tế nào có được sự đồng ý với chủ nhân về phương pháp tiêu hủy các con không? Tức là cô ta, chúng ta thầm hiểu cái từ các con ở đây cô ta dùng là nói về 15 con chó đó ha, và cô ta cho rằng là 15 con chó đó là con của cô ta đúng không, các con không. Mình sẽ gửi đơn kiến nghị cho tổ chức For BAWS và viết tắt đó và dịch ra là tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu sẽ ý kiến về việc này của ngành y tế huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, Việt Nam. Đó, thưa quan mở lại cho mọi người xem nha. Đây, đó, rõ ràng chưa? Thấy ghê gớm không mọi người? Đúng không? Rất là ghê gớm đúng không? Đó, đây là một diễn viên ha, diễn viên đó với nghệ sĩ Dương Hồng Ánh. Và đâu đó cũng là ca sĩ nữa. Thưa quan có lướt thấy một bài, rất tiếc là thưa quan chưa 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 chụp lại cái màn hình cái câu chuyện đó, tức là Văn Mai Hương. Văn Mai Hương tức là đại khái chúng ta hiểu nôm na là cô ta cũng đồng thuận với câu chuyện là nên làm cái chuyện này cho ra ngô ra khoai về cái việc tiêu hủy 15 con chó đó. Đó mọi người thấy không? Mà thưa quan xin nhắc cho mọi người nhớ cái chi tiết này. Diễn viên Dương Hồng Ánh từng PR và gọi là lăng xê đề cử trên gọi là công luận cho ai mọi người nhớ không? Cho ứng cử viên Lương Thế Huy trong cái đợt bầu cử trước đó.
Nhắc tới đó mọi người nhớ đúng không? Đó là diễn viên Dương Hồng Ánh. Thì cái chuyện đó là quyền của cô ta, đúng không? Nhưng mà thợ quan là tại vì liên quan, có những chuyện liên quan đến cô ta thì thợ quan nhắc ra những chi tiết đó để cho mọi người nắm thêm. Đó, cái đó là cái nhất. Rồi chúng ta bây giờ quay ngược lại cái câu chuyện chủ nhân của 15 con chó. Thì khi địa phương họ đã làm mọi công tác xét nghiệm là hai ca bệnh đó, hai người đó là ca F0 nha. Thưa quan xin nhắc lại, hai ca F0. Đặc biệt thế này nữa mọi người, khi họ truy cái nơi ở đó, thì một người ở Bình Dương và một người ở Vĩnh Long. Vậy tức là không phải người ở địa phương, không phải người ở xã Trần Văn Thời, huyện Cà Mau gì cả, không liên quan gì tới ai ở đó luôn, không bà con cô bác gì đó luôn. Vậy tại sao đi về tới Cà Mau? Ở đây thì họ chưa nói là đi lạc hay gì nha mọi người, họ chưa nói lạc hay gì. Vậy tại sao hai người đó lại đi về Cà Mau, đúng không? Bởi vì thực quan nghĩ nếu mà nói thêm một cái câu gọi là đi lạc nữa thì nó lại càng không thuyết phục nữa. Từ Bình Dương mà đèo nhau về, một người thì ở Vĩnh Long thì muốn tới Cà Mau phải đi ngang qua Vĩnh Long chứ, đúng không ạ? Mọi người công nhận không? Ngang qua Vĩnh Long chứ, thì không có lý nào mà từ Vĩnh Long đi xuống Cà Mau một chặng đường dài mà có câu chuyện lạc ở đây được, trong khi đi xe máy nha, chứ không phải là ngồi xe đò mà ngủ quên, thì cái chuyện đó mình cũng không nói. Rồi thêm một tình tiết nữa, tức là chúng ta quay tiếp F0, đúng không? Hai ca F0 để làm gì? Để thưa quan cùng mọi người bổ sung lại những cái like, những chủ đề trước là trong đoàn người di chuyển về quê gọi là không có tổ chức như thế đó, thì cái tình trạng lây nhiễm nó sẽ như thế nào, nó nguy hiểm ra sao, đúng chưa ạ? Mọi người công nhận với thưa quan điểm đó, nó sẽ nguy hiểm ra sao đó. Để chúng ta đi đến cái vấn đề là cái bài viết của lính trẻ miền Đông, họ họ đưa ra cái vấn đề là có những kẻ trà trộn trong những đoàn người đi về quê đó với mục đích gây rối, kích động gì đó. Nhưng chúng ta phải hiểu thêm cái từ gây rối ở đây. Gây rối ở đây không đơn thuần là chỉ là đứng ra la làng la đất gì đó hay là chống phá cái chốt gì đó nha. Tại sao thơ quan nói như vậy? Tiếp tục quay lại tiếp, mọi người nhớ cái nick Minh Gia, Minh Đào gì đó đúng không? Và đây Hoàng Yến còn nhớ này, cả cả anh Trang Thơ Quang còn nhớ, Thơ Quang còn lưu hết rồi. Từ trước đây hoặc là thậm chí vừa đây thôi, chứ không cần đâu xa. Họ vào đây họ bày tỏ thẳng quan điểm luôn là gì? Việt Nam dịch bệnh nhiều quá, mừng quá, vui quá, cầu chúc làm như thế nào đó để cho Việt Nam sẽ bùng dịch nhiều dịch hơn. Và thậm chí trước đó, lúc chưa bùng dịch á, là mới chớm ở thành phố thôi, là họ đã bày tỏ hẳn quan điểm luôn. Vô giống như là trong nhà thờ quan ấy. Ta đang bị bệnh đây, ta đang ho sốt đây, ta sẽ đi khắp nơi ở Bình Dương, Bình thành phố gì, ta sẽ lây lan dịch bệnh, cho dịch bệnh bùng phát lên thật là nhiều để cho cộng sản sụp đổ. Đó, mọi người thấy không?